Nước hoa mùa hè để đi hẹn hò giá rẻ dành cho những bạn học sinh, sinh viên hay là những bạn trẻ thì đó là một sản phẩm của Pirelli, đó là America. Đây. Và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về mùi hương này, xem là nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào và cái thời điểm ra sao nha. Nói về cái thương hiệu Pirelli này, chắc là mọi người đã quá quen với chai nước hoa 360 Red. Một chai nước hoa mùi clone giống với giò trắng và nó bộ bám tỏa tốt hơn, đặc biệt là mùi giá tiền rẻ hơn. Chai nước hoa này thì mình cũng giới thiệu các bạn khá là lâu rồi. À, những người nào mà xem kênh mình đều có một cái lựa chọn tốt hơn khi mà tìm một cái mùi giống giò. Và ngày hôm nay thì chúng ta có America ở đây. Một cái thiết kế rất là đơn giản thôi, đúng không? Tất cả những cái phần thành, những cái phần mép của chai này đều bọc một cái lớp nhựa và cũng làm tông sượt tông màu xanh. Cái phần nắp thì cũng là cái phần nắp nhựa thôi. Ở trong thì nó có một cái phần nhựa đen, nhưng ở ngoài nó là màu xanh hết. Và cái chữ Pirelli thì là cái chữ màu đỏ, America màu đỏ, và cái phần nắp thì cũng làm được màu đỏ. Tóm lại là một cái thiết kế thì khá là ok. Nhưng mà mình có một cái điểm không thích, đó là chai nước hoa này so với cái tay mình nó hơi to nên cái cảm giác cầm nắm nó không ổn cho lắm. Còn về cái phần vòi xịt thì nó ở mức độ trung bình, nó không phải là cái vòi phun xương, nhưng mà ở cái tầm giá rẻ loanh quanh tầm một củ thì em nó về phần hoàn thiện ngoại hình rất là ok rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần mùi hương của em nó. Thì em nó như mà mình đã review ở trên TikTok, đó là mùi của nó có thiên hướng giống với những cái bản Quid Aventus, nghiêng về trái cây nhiều, nghiêng về dứa nhiều, hay là một cái bản giảm bớt nồng độ của Hasivat hay là Supremacy Not Only Intense của nhà Apden. Thì cụ thể nó là mùi dứa. Cái dứa ở đây nó không phải là một cái nét dứa juicy, nó tươi, mà nó là cái mùi thơm đặc trưng, cái mùi thơm kiểu rất đặc biệt của dứa ấy. Mình rất là khó miêu tả. Tóm lại là nó không mang tới cảm giác tươi mà nó làm cho cái mùi hương thơm ngọt của dứa, rồi kết hợp cùng với một cái tông mùi nó và một cái vai nó đã kiểu, nếu mà xét về cái độ sáng của mùi hương này ở trên cái thang điểm 10 ấy, thì mình đánh giá tầm 5 đến 6 điểm thôi. Và em này mở đầu nó cảm giác, các bạn thấy là kể thường những chai nước hoa xịt mùa đông hay là để đi hẹn hò ấy, thì mới mở đầu nó khá là mạnh bạo. Nhưng mà với Pirelli America này thì nó có một cái mở đầu khá là dễ chịu, một cái mùi dứa rất nịnh mũi luôn. Và ngay lúc ban đầu khi mà mình ngửi ý, thì ngoài cái mùi của dứa ra, mình còn ngửi thấy một cái nét hơi kiểu creamy, hơi kiểu kem kem vậy ở ngay sau cái mùi hương này. Nếu như đúng ra ngửi ý, thì mình sẽ ngửi kiểu đây là mùi kem dứa nhiều, và dứa sẽ lên trội rõ hơn, mùi thơm của dứa và cái nét creamy nó ở đằng sau. Và sau đó khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng thì mùi hương này trôi down xuống một cái bay, đó là cái mùi dứa nó sẽ bớt đi này, cái nét creamy nó vẫn còn đấy và các bạn lại thấy là một chút nhựa vani, và ở đây nó rất là mỏng thôi. Nó làm cho cái mùi hương có cái xu hướng là, nếu như để mà nói rằng là so sánh với Quid Aventus thì nó sẽ là những cái bản nhiều fruity và vani nhiều hơn, hay là cái Nissan Hasivat thì đây là một cái mùi giống với Nissan Hasivat sau khoảng tầm 5 đến 6 tiếng xịt. Phải nói rằng là đây là một cái mùi hương mình cảm thấy rất dễ chịu, và ban đầu thì mình nói thật là mình không thích lắm. Nhưng mà khi mà mình thử một hôm mà mình được khen thì mình đã kiểu dành nhiều thời gian hơn cho em nó, và mình thấy rằng đây thực sự là mùi hương mà mình muốn giới thiệu với các bạn nhiều hơn, đặc biệt là giá nó rất là rẻ. Và cái hình ảnh ấy, đại diện của chai nước hoa này thì là một đôi nam nữ mặc cái tông màu xanh đỏ đúng luôn như em này. Em này thì cũng mới ra mắt, các bạn có thể search ở trên mạng. Và phải nói rằng là đây là một chai nước hoa mình nghĩ rằng là đi hẹn hò vào mùa hè và buổi tối rất là ổn, đặc biệt là trong khí hậu thời tiết ở Sài Gòn. Đó là về phần mùi. Thế thì độ lưu hương và độ tỏa hương của em này như thế nào? Với cá nhân mình, sau một thời gian mình trải nghiệm thì mình đúc kết rằng là mùi hương này nó lưu ở trên da loanh quanh tầm 6 đến 7 tiếng. Thì có thể là nó sẽ giống với bản Supremacy Silver của nhà Apden bản thường. Và cái độ tỏa hương nó chỉ tầm nửa cánh tay quay đầu, đại khái hơi hơi kiểu mùi skin scent ấy. Nên là nếu bạn nào mà thích những cái mùi bám tỏa tốt thì đây không phải là một cái lựa chọn. Và mình nghĩ rằng là đi hẹn hò vào mùa hè buổi tối thì ta cũng không nên dùng những cái mùi nó quá nồng nàn, tại vì thời tiết mùa hè nó đã quá là khó chịu rồi. Cần một cái mùi kiểu tinh tế, kiểu khéo léo thì các bạn sẽ lựa chọn Pirelli của America, các bạn sẽ nhận được một cái lời khen khá là tốt. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về cái phong cách và độ tuổi cũng như là cái thời điểm khuyên dùng. Thì mình nói rồi là mùi hương này nó rất là trẻ trung,
nó rất là năng động. Các bạn có thể xem cái hình ảnh iconic của mùi hương này thì mình sẽ để ở đây cho các bạn xem nhá. Thì với cá nhân mình thì mình thấy là loanh quanh tầm 16, 17 tuổi là các bạn có thể xịt được. Mình nghĩ rằng là chúng ta không nên cần mua Supremacy của nhà Upland làm gì cả. Tại vì nhiều bạn nói rằng nó quá là hóa học, thì các bạn có thể mua trên nước hoa này này, hoặc là các bạn xịt cái mùi hương này để các bạn đi làm, đi học đại học này, các bạn là sinh viên, các bạn mới đi làm cũng rất là ổn, làm môi trường văn phòng. Thì cái phong cách này mình nghĩ là chúng ta có thể mặc quần jean với những áo polo có cổ, hoặc là chúng ta mặc quần jean với những áo phông basic hay là kiểu oversize cũng được, để các bạn đi chơi, đi hẹn hò buổi tối vẫn chút có một chút gì đó kiểu ngọt ngào. Và một cái lưu ý đó là mùi hương này thì các bạn không nên xịt vào những ngày trời quá lạnh, tại vì có thể nó sẽ không tỏa hương được tốt. Tại vì về cơ bản mình test ở trong cái nhiệt độ tầm 30 độ thì em này nó chỉ lưu và nó chỉ tỏa được khoảng tầm nửa cánh tay thôi, nên là nếu như lạnh nữa thì mùi hương nó sẽ khá là kém. Còn với mình thì mình nghĩ là mùi hương này các bạn có thể dùng tầm kể cả 35 độ quay đầu thì em nó vẫn rất là ổn. Nếu như các bạn kiểu thường xuyên di chuyển văn phòng ngoài trời, văn phòng ngoài trời thì America của Pirelli làm cực kỳ tốt. Không tin cứ mua chiết thử xem thôi, nó thật đấy. Vậy thì chốt lại, có nên mua Pirelli Elite của America không? Thì với một cái mức giá 1 triệu đồng, chúng ta đã quá quen với những cái phân khúc như là Versace Perhome rồi Supremacy Silver, bây giờ đã quá là đại trà rồi. Thì đây sẽ là một cái làn gió mới dành cho những bạn học sinh, sinh viên vừa muốn một cái mùi để đi học, đi làm thêm rồi đi chơi vào buổi tối. Thì chắc chắn em này đảm bảo tốt được các bạn. Các bạn thấy mình review chai nước hoa nào ngon thì nó sự thật là như vậy. Missoni Way cũng là một cái mùi ngon, nhưng mà với cá nhân mình thì Missoni Way nó vẫn mang cái hơi thở của những cái chai nước hoa, nó không thể đáp ứng tốt cái vấn đề đi hẹn hò mà gây được cái gọi là ấn tượng được. Nhưng mà America sẽ làm tốt điều đó. Và sắp tới thì hy vọng là tôi có một cái video đi phỏng vấn mà được mọi người yêu thích cái mùi hương này hơn. Còn đối thủ của America là gì, các bạn hãy chờ video tới nha. Và nếu như các bạn thấy video này bổ ích và các bạn có thêm một cái lựa chọn thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới. Các bạn muốn mình quay với mùi hương nào, hay là các bạn muốn có những cái yêu cầu nào thì cứ bình luận phía dưới. Nên là đừng quên việc like, share cũng như là ấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.